Xin chào những khán giả thân yêu của Spirit Channel. Một tuần trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình VNA Customer với những chia sẻ vô cùng hữu ích và thú vị. Và tuần này, chúng ta sẽ đến với một trong những nội dung mà tất cả những hành khách đã, đang và sẽ đồng hành cùng Vietnam Airlines chắc chắn sẽ rất quan tâm. Đó chính là khám phá về máy bay Airbus A321neo. Airbus A321neo là phiên bản cải tiến của A321ceo, phiên bản máy bay chủ lực hiện tại của Vietnam Airlines với đội bay 58 chiếc. A321neo sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho hành khách. Airbus A321neo sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với dòng Airbus A321ceo trước đó với hệ thống giải trí không dây hiện đại, không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, giúp nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng các tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ ngày càng cao của Vietnam Airlines. Đại diện truyền thông Airbus cho hay, hiện với giá niêm yết một chiếc máy bay Airbus A321neo năm 2018 có trị giá 129,5 triệu USD. Máy bay trang bị động cơ đời mới từ Pratt & Whitney, kết hợp động cơ mới với công nghệ đầu cánh cong Sharklet, A321neo giảm 15% lượng nhiên liệu tiêu hao tính trên mỗi ghế ngồi khi máy bay được đưa vào khai thác và tiếp tục giảm đến 20% tính trên mỗi ghế ngồi vào năm 2020 thông qua những cải tiến về cabin và hiệu suất. Về mặt thiết kế, A321neo vẫn đảm bảo đem đến cho khách hàng sự tiện nghi với những trải nghiệm mới trong suốt chuyến bay. Ghế ngồi rộng 18 inch, thiết kế mỏng hơn so với phiên bản cũ, tạo sự giãn cách lớn hơn, mang đến không gian cá nhân rộng hơn và sự thoải mái tối đa cho khách hàng. Một ưu điểm khác của A321neo chính là cá nhân hóa trải nghiệm của hành khách nhờ vào hệ thống giải trí wireless streaming, giải trí không dây, vốn đang là xu hướng ưa chuộng của các hãng hàng không tân tiến trên thế giới. Hệ thống wireless streaming trên A321neo mang đến trải nghiệm mới cho hành khách ngay trên các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay. Các chương trình giải trí tích hợp với hệ thống wireless streaming trên máy bay A321neo bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình, âm nhạc. Tương tự như tiêu chuẩn của máy bay Boeing 787 và Airbus A350 mà Vietnam Airlines hiện đang khai thác trên các đường bay dài. Ở Việt Nam, Vietnam Airlines là hãng đầu tiên trang bị hệ thống wireless streaming. Việc đầu tư cho 20 chiếc A321neo với những công nghệ tiên tiến của thế giới là bước đi tiếp theo của Vietnam Airlines, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác trên các đường bay nội địa và châu Á, cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ 4 sao ngày càng nâng cao dành cho hành khách. Những hành trình tuyệt vời trên những chuyến bay 4 sao an toàn và thoải mái luôn là mong muốn của nhiều người khi bước chân lên máy bay cùng Vietnam Airlines. Và với mong muốn những điều tốt nhất dành cho khách hàng, Vietnam Airlines luôn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất từ những chương trình ưu đãi cho đến những trải nghiệm mới mẻ trên các loại tàu bay hiện đại. Và với những thông tin vừa rồi, chắc chắn VNA Customer đã giúp cho bạn có thêm những kiến thức bổ ích về các loại máy bay mà Vietnam Airlines đang khai thác. Đừng quên theo dõi chương trình để bỏ túi những kiến thức vô cùng thú vị với VNA Customer. Nam Thành xin chào và hẹn gặp lại!